Chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình đánh Túc đây. Nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của Túc thì cho Túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật video những quả kèo Aarorop uy tín và chất lượng. Ok, tới video này thì Túc gửi tới anh em nhận 55.000 cái đồng mod này. Nhưng mà trước tiên thì mình hướng dẫn anh em nhận 55.000 cái đồng mod này thì mình quay ra và điểm lại cái quả kèo mà đã về. Được chưa? Thì đến thời điểm hôm kia ấy, thì mình có check ví ấy, cái con cách đây đâu đó tầm 2 tháng 2 tháng rưỡi ấy, thì mình có ra một cái video hướng dẫn anh em nhận là 5 tỷ cái đồng deck này, deck ken Databa này. Ok dạ. Thì anh em có thể check địa chỉ ví của anh em khi làm airdrop đấy này. Đấy, xem nó có về hay không. Không nắm anh em bảo là có token về nhưng mà không biết là scam hay là squid gì. Nhưng mà con Deck Ta Ba anh em lưu ý cái logo nó nha, nó cũng có logo rồi. Và hiện tại nếu mà con này giá nó ok thì anh em có thể sáu góc được luôn này, bán UQ đổi sang USDT được luôn, được chưa? Hiện tại giá nó đang tăng tăng trưởng rất tốt này, cộng 16% luôn này. Anh em có thể thấy không? Xanh lét. Ok dạ, thì anh mình có thể vuốt xuống này nắm anh em bảo thằng này thì bốc phét rồi. Đây địa chỉ ví của mình nha anh em nha. Đó, và mình đã nhận được 70 đâu? 7 tỷ cái đồng Deck Ken này. Như là video hướng dẫn là nhận 5 hay 6 tỷ đấy, đây nó giả cho đã giả là 2 ngày 11 giờ đây. Ok dạ, đây 7 tỷ. Ok dạ, rồi anh em có thể check ví khi mà giá nó cao anh em có thể swap gấp luôn nhé. Con này riêng con này đây giá hiện tại là nó có thể là nó đang giá nó đang cộng 16 đây đấy, khi mà nó giá cao anh em swap gấp nha. Ok, quay của kèo tiếp kèo hôm nay đấy, có kèo là có kèo mod 5 năm khi anh em jackpot thành công ấy, anh sẽ nhận được 55.000 đồng mod này. Ok, đường link con này mình cứ để dưới phần mô tả, anh em kích vào start sau đó thì anh em ấn vào captcha này, captcha xong thì hiện giao diện như trên này. Ok dạ, rồi anh em dọn rốt cho mình nha. Rồi nhiệm vụ cũng khá ít. Ok, join group cũng như chơi lưu này, kích vào join này, rồi join này. Ok, rồi xong thì anh em Twitter, follow Twitter cũng như like rồi tweet gắn ba bạn bè. Ok đấy ạ, open cho mình. Rồi nó chuyển hướng em giao diện của thằng Twitter để em theo dõi này. Ok đấy ạ, kích vào theo dõi thôi. Rồi, kéo xuống này. Anh em thả nó có tim nhưng anh em tweet lại và gắn thêm bạn bè, trước diện lại đi. Rồi anh em gắn thêm bạn bè xong rồi anh em tweet lại cho mình này. Ok, tweet lại xong thì anh em sẽ quay sang anh em Join Discord cũng như là follow trên fanpage Facebook này. Ok, nó chuyển hướng em giao diện của thằng code này. Anh em sẽ chấp nhận là mời cho mình này. Rồi sau đó thì anh em quay sang anh em follow trên Facebook này, fanpage open cho mình. Rồi nó chuyển hướng em giao diện của thằng Facebook này. Ok dạ. Rồi anh em sẽ kích vào phần ba gạch này cho mình này. Ấn theo dõi và anh em sẽ thả nó có tim này. Ok, quay sang tiếp tục chatbot thôi. Rồi, xong biết cho mình này. Rồi, anh em muốn đôn cho mình. Rồi, profile link thằng Twitter. Quay sang Twitter cho mình nha. Đây. Twitter đâu nhỉ? Đây chứ. Đây. Rồi, góc trái màn hình rồi. Anh em sẽ kích góc phải, góc trái màn hình tiếp để hồ sơ này. Sau đó thì anh em sẽ kích vào góc phải màn hình cho mình này. Ở phần chia sẻ này. Rồi anh em sẽ sao chép vào khay nhớ tạm cho mình nhé. Ok. Ok xong thì anh em sẽ quay sang anh em gửi cho bot này. Đồ. Rồi gửi đi này. Rồi đi code username, đi code thì anh em lại quay sang đi code nên lấy cái username. Rồi cái góc trái màn hình, cái góc phải dưới màn hình. Tôi trên tư thằng ba đây là username đi code của anh em đây. Thế mỗi anh em đều có một cái username đi code khác nhau. Tôi trên tư thằng 7015 đấy. Rồi anh em sẽ copy hoặc anh em viết thủ công cũng được. Từ thằng 7015 rồi anh em sẽ gửi đi này. Ok, profile link ông quay sang Facebook cho mình. Rồi khi đến giao diện Facebook thì anh em kích vào phần trang cá nhân của mình này. Đấy hiện lên là anh em sao chép link kết này.
cái phần này sao trăm liên kết, ok chưa ạ? Nó quay sang gửi cho nó này. Và gửi đi đây anh em nha. Ok, địa chỉ F20 anh quay sang ví chưa cho mình. Làm trên điện thoại nó hơi phức tạp một tí. Ôi, ví chưa đây. Cái bộ bay lên xuống mặt trên là mình. Ấn phần nhận này. Rồi kích phần sao chép này, ok. Quay sang gửi cho nó này. Rồi, giờ anh em có thể đã cao cho mình này. Ok, vậy là nó đã ghi nhận anh em mà nhận 5 năm nghìn cái đồng mốt này. Và chờ ngày phân phối như nào mình sẽ ra video cụ thể cho anh em sau nhá. Ok.